Ở đây ta có clo hóa metan. Clo hóa metan là phản học của metan với clo. Trong clo chúng ta có 4 hydro, do đó clo chúng ta có thể thế 1, 2, 3 hoặc 4 hydro. Do đó đây chúng ta gọi số clo thế là N. Thì cái đó chúng ta có là CH4. Nếu ở đây thầy thế vào N clo thì N hydro sẽ ra đi. Ở đây chúng ta sẽ thu được sản phẩm là HCl. Ở đây mình cân bằng, đây là N. Theo đề cho, sản phẩm thế chứa 89,12% clo. Như vậy đây chúng ta có 89,12 là của clo. Chúng ta lấy clo chiếm ở đây là 35,5 N chia cho tổng. Tổng ở đây là 16 trừ N cộng 35,5 N nhân cho mục xị, phần chiếm chia tổng nhân xị. Và dựa vào đây em rút ra được N bằng 3. Bằng 3, hay nói khác công thức bây giờ là CH bằng 3. Chúng ta thế 3 hay clo vào đây thì nó còn là CH Cl3. Như vậy thằng này có tên là triclo metan. Như vậy cũng đúng, ở đây mình chọn là câu C.